Chú Shop ơi. Xin chào quý vị đến với trung tâm thương mại Perfect Dating. Dạ anh có thể coi quần áo đi ạ. Đây ạ. Áo đen mặc vào yêu em. Áo xanh hả? Mặc vào yêu anh. Trời ơi biết anh vậy. Trời ơi tới shop tôi được rồi. Được rồi đúng không? Wow, áo này đi. Áo này dạ. Áo màu gì ạ? Áo màu này hả? Dạ xin lỗi anh có thể nhìn giùm em bị mù màu á. Nhưng mà em có một thắc mắc. Tại vì dạ. Sao cửa hàng anh bán đồ nam mà chiêu biển đồ nữ là sao? Tại vì đặc biệt là shop của em bán đồ nam cho nữ thôi. Để nữ mua cho nam mặc. Xuất sắc. Dạ. Ok. Anh ơi mua hai áo có được giảm giá không ạ? Dạ được giảm mà một cái thì 200 ngàn, hai cái 500 ạ. Ơi có bánh thiếu không ạ? Hay quá ta. Rồi là lấy áo này luôn không em? Đâu có gì sai. Đúng không? Mình mà người yêu với nhau mà. Mình mặc hai cái bao nhiêu tiền mình cũng mua, mình cũng chơi được. Ok anh. Dạ. Hay quá Su. Ở đây trung tâm của tụi em sử dụng tất cả các dịch vụ, sau đó tính ra tính tiền sau. Dạ cảm ơn. Xin mời các dịch vụ khác ạ. Để anh gặp tạm vào đây nhá. Dạ. Kìa bán quần áo mà không đóng gói cho người ta luôn. Thật. Ê, tự túc. Ngoài dịch vụ bán quần áo qua, chúng tôi còn có dịch vụ trà sữa, cá viên chiên, hủ tiếu, bà Năm. Bỏ qua quảng cáo rồi. Bỏ đi. Ok, bây giờ em muốn muốn qua đây trước hay là muốn chơi đây trước? Chơi trước đi. Chơi trước. Ok, thế dẹp quảng cáo thôi bên. Đấy. Nhưng mà gian hàng của em đem quảng cáo chứ. Ok. Dạ, anh chị có thể. Cái này chơi sao ấy? Cái này mình phóng phi tiêu thôi. Dạ. Tức là cái này phóng vào mặt chủ shop ạ. No! Nếu cảm thấy mặt nó dày quá thì cứ phóng. Ok. Bây giờ mình thắc em thực sự thắc mắc nhá là cái trung tâm này của anh rất có vấn đề. Dạ sao ạ? Bán đồ nam thì treo biển nữ. Bán phi tiêu thì lại treo biển tay cầm PS4. À. Tại vì có một lý do rất là đặc biệt khi mà chúng tôi mở cái trung tâm thương mại này là tôi làm chủ. Ok. Thích tôi không bán gì tôi bán. Đồ. Được không? Được không? Được đúng không? Phi vào chủ là khỏi ra đây luôn. Ok. Thôi bây giờ mình thích trái nào mình cứ phi vào trái đó. Dạ. Okay. Mình thích ai thì mình phi tình yêu của mình vào người ta. Ok anh. Ây chà. Xuất sắc quá nè. Hay quá Su Hoa. Hay quá ta. Ứng xài. À giờ là mình phi vào đây rồi em. Cầm như em cầm bút thôi ha. Xong rồi phi đúng. Chứ không phải là cầm như này. No. Anh chị ơi có thể cẩn thận đâu mà. Tại vì có quay phim đứng ngoài sau. À, ok. Dạ. Anh ơi, anh đứng ra cái tấm lưới anh nhặt hộ em phi tiêu ấy. Dạ em là người, em đâu có bị ngu anh. Vui nhất của anh bây giờ là phi vào mặt chủ shop này. Rồi. Thật ra thì ngoài dịch vụ phi tiêu của chúng tôi thì chúng tôi sẽ có phục vụ những món ăn vặt và cũng như là tạt tửa. Ok, thì anh nếu như anh chị chưa? Có thể vui thì có thể ngồi vui lòng ngồi đó và chúng tôi sẽ phục vụ cho anh chị. À. Thế mình ngồi luôn nha. Cho ra mình mặc áo phông trông ốm quá ha. Nhanh tay này anh ơi. Dạ em đây anh trai. Thật ra thì ở quán chúng em á món rất là ít. Cá viên chiên. Cái. Có bầu người tên Duyên. Ôi anh ơi trà sữa không có đá hả? Có. Từ từ em... sẽ có liền. Có liền dạ. Em cảm ơn. Ông chủ đã nhìn nguy hiểm quá đó. Tôi không biết đó là món gì. Vi trông nhìn lừa đảo lắm. Trông nhìn lừa đảo nham hiểm. Tôi không biết đó là món gì. Sữa tươi chân châu đường đen. Sao anh biết hay ạ? Tại vì anh hay uống cái này mà. À em cũng thích món này. Anh cũng thích nữa. À anh chị có hay xem phim có hay không ạ? Dạ hay. Vui quá. Dạ chương trình chiếu phim của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cắt. Dạ. Dạ. Dạ anh chị có vui mà vui. Thật ra thì em cũng hơi ngại do là trung tâm thương mại của chúng em chúng sắp đóng cửa cho nên là cho em thanh toán tiền ở đây à. Dạ thức ăn và cũng như là trà sữa của mình và lại quần áo cũng như là bộ phim vừa rồi thì tổng cộng hết 1.250.500 đồng. Em đâu có vui đâu anh xanh cười có tiền mà. Dạ sao vậy em chị chồng chị có bị gì không vậy anh? Cười nữa là người đàn ông ga lăng trong gia đình hay gánh vác trách nhiệm nè. Em không biết gì hết. Đừng có cười anh em đâu có biết anh đâu. Dạ em
vừa từ trại thương niên ra. Em không biết gì, em vào đây ai bảo làm gì dạ. Theo rồi. Thì ai cũng không có đem tiền theo cũng hay nói gì anh. Nhưng mà bên em để cái vòng này được không? Mà anh phải giữ cẩn thận cho em nhá. Biết mà. Ok này. Đẹp trai đó. Ok. Anh chị hạnh phúc quá ha. Dạ. Cưới vợ sớm nha anh. Ủa mình tự chụp ha? Hay là tại vì ở đây có rất là nhiều người. Để em chụp đó. Để anh chụp ảnh cho em. Đấy. Photographer Đặng Trần Nhậm. Chụp ảnh thì nhờ. Ok. Ok ok. Em muốn mặc váy hay là khoác áo này không? Thôi khoác cho tình cảm, em khoác cho em đi. Chụp lấy cả cảnh cảnh pháo hoa nhá. 1 2 3 2 3 4 4 5 6. Chụp chụp ngang nhá, chụp ngang nhá, chụp ngang nhá. Ok. Đây từ chụp đợi xíu, đợi xíu. Chụp ngang nhá. Nào đứng sang bên 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 phải một tí. Rồi ok. Cười lên anh Thịnh cười lên. Rồi. Ok ok. Ok. Em cảm ơn anh rất okay, nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn anh nhá. Thank you. Rồi, về với cánh đồng cỏ. Nhắm mắt hả? Bây giờ anh cứ nhắm mắt nhá. Khi nào mà em đếm đến 3 thì anh hẵng mở mắt ra. Ok. Nhá. Anh đợi một chút. May quá hôm nay em đi đôi giày cao. Chứ không em không, quá này. Em không dơ được. Thôi để anh tự che cho em đỡ mỏi tay. Ok anh. Anh cứ tự nhắm mắt lại là được, anh không mở mắt ra là được nhá. Tin anh hả? Ừ. Anh nghe chơi em ra lắm á. Khi nào mà em đếm đến 3 thì anh hẵng mở mắt nhá. Ok. 1 2 3. Ô ô ô. Ra về cả bão bông luôn. Thank you anh em. Ủa anh em có biết trước nhở? Không. Đây là tự phát. Nhưng mà sao anh em chuyên nghiệp quá nhở? Tức là ví dụ như anh Ngân là biết là phải đứng như này, còn đằng sau là phải như này. Có sự sắp xếp quá nhở? Anh ơi, bạn này chuyên nghiệp mà. Chúng tôi là nghệ thuật mà. Ứng biến được. Chúng tôi là đội đi tỏ tình. Em rất là cảm ơn các anh vì đã giúp em tỏ tình. Cảm ơn mọi người. Thôi cho mình xin lại tấm ra là có một sự thật. sự thật là mời anh với cửa của mình. Ok. Okay. Chúc mừng anh. Nào trả lại sân khấu cho okay. Cặp đôi đi nào. Yêu anh em. Có là nhá. Là anh đưa em về. Anh trai. Cho em xin tiền pháo anh. Hai anh em đang đi quay TikTok thì em mới chia sẻ là muốn lên tỏ tình một ai đó mà em ấy đã thích từ rất lâu rồi. Thì mình ủng hộ em ấy lên thôi và em ấy muốn mình nhảy để tiếp thêm động lực cho em ấy. Thì hôm nay mình muốn là bạn mà đương tổng. Cái người em ấy tỏ tình mong là đừng làm em của mình buồn nha. Mình rất là thấy một cô gái đúng là quá là tuyệt vời đúng không? Nên là bây giờ mình sẽ dẫn tay em đấy đến trao cho cái người mà em ấy hôm nay đến tỏ tình. Ok. Yeah. Ok. Nào mọi người ngồi vào ghế đi. Ok. Về chào anh em ơi. Ê, hồi hộp quá nè. Đi. Quẹo trái, quẹo trái. Oh. Oh, chắc là lộn đường. Oh. Ok. Rồi, gần đi lên chỗ Thảo.
Em nghĩ là Minty. Bên đây nè. Đứng bên đây rồi, không chỉ qua đây, tự nhiên cái Minty tôi kế bên chú mà. Soho. Mỗi lần mà em đi ngang Vi em mới nói là ủa hôm nay em tới hả? Vậy là bạn Nhật Vi đến đây vì em nghĩ vậy. Em nghĩ vậy. Ê, vậy không phải Minty rồi ba. Sao nó chỉ qua đây hoài vậy? Nó chỉ qua đây hoài à? Mẹ nó hôn nữa hả? Cô thật là ta. Hoài vậy? Lo thế. Anh nha. Em đó. Em hả? Anh ơi, sao em của anh cho em. Mong là hai đứa sẽ có một buổi tối thật vui vẻ. Ôi trời ơi. Jenna, em có bất ngờ và có muốn đi về không? Nếu chị nói là không có chàng trai nào sẽ lên mà chị chính là người sẽ chia sẻ điều đó. Một cuốn hết. Chị em mình nắm tay đi về thôi. Đây, chị nói em nghe điều này nè. Đã nói là tình yêu thì mình không có phân biệt về giới tính, không có phân biệt về hoàn cảnh, không phân biệt về tuổi tác, đúng không? Dạ. Nhưng mà trong trường hợp này chị muốn em xoay lưng lại một chút. Em thấy gì nè? Như là hoa anh đào. Rất là đẹp. Màu hồng, màu em thích. Em thích màu hồng đúng không? Dạ. Em có thích cảm giác đứng giữa một rừng hoa anh đào giống như trong phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, là dù đi 10.000 dặm hoa đào á, cứ mỗi lần thấy hoa nở sẽ nhớ cái người mà mình đã từng gặp không? Dạ có, đấy là bộ phim yêu thích nhất của em. Dạ, có những người giống như cánh hoa đào vậy đó, họ đẹp đến mức mà người ta nhìn một lần á thì dẫu cho cánh hoa đào đó rụng rồi, nhưng mà mùa sau khi mà nhìn thấy cây anh đào khác, người ta vẫn nhớ về người đó. Vậy thì á, nói với một điều là chị không phải là cái người đó. Mà em chính là cành anh đào xinh đẹp. Dạ. Mà ai gặp một lần cũng sẽ nhớ thương. Vậy thì em hãy nhắm mắt lại và tận hưởng những cánh hoa anh đào này cho đến khi người đã làm tất cả điều này vì em xuất hiện nhé. Dạ. Hỡi chàng trai đã chuẩn bị tất cả cho Jenna, đã đến lúc bạn xuất hiện rồi đó. Em bất ngờ không? Có. Bình thường anh em vẫn chơi với nhau mà. Gì nữa? Em nghĩ là ai trong hai bọn anh? Em thực sự là không nghĩ là ai trong hai bọn anh luôn á. Tại vì mình vẫn chơi với nhau. Em có bao giờ là nghĩ anh không? Tại vì trong khoảng thời gian vừa qua có một cái điều mà anh luôn muốn nói, đó là cái sự mà chăm sóc của một người con gái dành cho anh chắc chỉ có em là nhiều nhất. Từ lúc anh biết em, anh có nói một cái câu đó là anh chẳng cần buồn nữa, tại vì anh thấy em là anh biết anh đã thấy được cái nỗi buồn của anh rồi. Và điều thứ hai đó là sau khi mà em còn nhớ cái lúc anh bị tai nạn không, thì em là con gái mà lúc đó lần đầu tiên mà anh gặp, nhưng mà em lo cho anh rất nhiều thứ và em không xuất hiện cái thời điểm đó quá nhiều. Từ chiếc vớ tất, chiếc khăn em luôn chuẩn bị. Nhưng mà thôi, anh xin nói thật luôn là anh xin nhường sân khấu lại cho bạn của anh. Vâng, hôm nay mình chính là con sói rồi. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ở đây trước mắt anh, đây là
chỗ hoàn mỹ.